Dạ, Linh xin chào cả nhà. Hôm nay Linh sẽ tổng hợp tất cả các món ăn mà gia đình Linh được thưởng thức trên du thuyền. Buổi ăn đầu tiên là buổi ăn trưa hải sản. Bây giờ để Linh đi review một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Dạ, đây là nhà bếp trưởng nè. Chị có dùng mì không? Dạ, bên có cho xem. Bên này là nước xào với tôm mà sốt thái chua cay. Và bên này là xào bò với lại sốt chân đen chủ nhật. Chào nước xào sốt chua cay Thái. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn anh. You want to try this one? No? Chúc mừng chào. Chào bạn đi rồi. Cảm ơn. Con lấy là oyster loại nào? What kind of oyster you like? Okay, you can get it on. Nè, con get it on đi. Dạ, đây là tôm chiên. Fried rice. Này mực xào chua ngọt. Này là con mussel sốt gà. Lát thêm mussel. Đây là dĩa ăn trưa của Linh nha, nên mời cả nhà cùng ăn trưa. Cái này là con oyster. Cái này là con mussel sốt với cà chua. Con thích mực hay sao? Sweet. Cái này là con hào. Hào sốt dậu hành với đậu phộng ngon lắm. Này là cá chiên. Bún gạo xào chua ngọt cay ngon á. Có thử bún gạo xào chua ngọt cay không? Đây nè, cái chú đó đang ông đồng bộ trưởng xào. Là ăn thử miếng coi ngon á thì thử miếng đi, ngon thì lấy. Ngon cay cay ngon. Con muốn thử không Sơn, bún gạo? They had a bad bath this summer. Mực xào chua ngọt cũng ngon nữa đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, dứt luôn. Dạ, dứt luôn. Linh không biết cái hòn này tên hòn gì nữa. Đẹp không cả nhà? Đang ăn mà thấy cái du thuyền nó chạy qua sát mấy cái hòn nè, nên Linh quay lại cho cả nhà xem nè. Không biết hòn này tên là hòn gì luôn á, mà nhìn cảnh đẹp lắm. Linh chỉ quay chút xíu vậy cho cả nhà xem cái mấy cái hòn thôi. Giờ Linh đi lấy món ăn tráng miệng nè. Đó, đây là món tráng miệng nhìn ngon không cả nhà. Trước khi lấy Linh sẽ cho một dòng. Cái này là dạ dưa với thanh long. Cái này là gì đây? Da ua trái cây hả? Cái từ lúc da ua trái cây. Đẹp không? Đẹp không? Biết trái cây. Đó hả? Rồi kìa, coi cái dĩa của Brian kìa, ngon không? Show show ông ngoại vô dĩa. À bánh. Bánh này bánh gì không biết nữa, lấy thử coi nhìn hấp dẫn quá nè. Ờ hả? Như lúc số. Bánh này nhìn đẹp quá nè. Đây là dĩa tráng miệng của Linh nè, gồm mấy cái bánh xinh xinh với một cái củ trái cây nhỏ nhỏ. Linh mời cả nhà cùng ăn với Linh nha. Đây là thực đơn buổi tối của nhà Linh nè, gồm có gỏi ức vịt với xoài non, bánh khoai môn chiên kiểu trứng, tôm hùm vỏ dị bơ tỏi, sườn bò kho nước dừa, cơm chiên hải sản hạt sen, trứng tráng hào, rau cải xào sốt nắng, canh bầu nấu tôm nỏ, kem mềm vị hạt mắc ca dùng dưới trái cây nhiệt đới. Đó, bữa nay thực đơn tối của nhà Linh là gì đó. Bên đây cái gì đó. Mình chọn thực đơn của người Việt mình. Thành ra là món Việt chứ mình không có chọn món ông. Gia đình mình muốn ăn Việt, thành ra chọn cái loại thực đơn này. Cho hai cái lựa chọn, một là Việt với một là thực đơn của Âu. Đó. Vậy. Bây giờ thực đơn nó sẽ lên một lượt một luôn. Cái này là sườn bò nước cốt nước dừa. Chưa con là khoai môn. Cái món thứ hai này đó là khoai môn chiên phủ trứng tôm. Đó, cái này là khoai môn chiên phủ trứng tôm nè. Xoài nè. Gỏi ức vịt với xoài non là cái này. Đó, cái này là cơm chiên hải sản. Này là canh bí, canh bầu gì đó, quên rồi. Đây là món canh bầu luộc với tôm nè. Canh bầu với tôm. Cái này là tôm hầm nướng. Cái bàn ăn đối diện bên kia nó có cái gì để Linh quay qua nha. Thì ra bên kia là kỷ niệm ngày cưới. So can you help me say the wedding anniversary to give it to them, okay? So, 1, 2, 3, wedding anniversary. Thank you so much for coming with us. Đây là món tráng miệng đó, nhìn hấp dẫn không? Sáng thì đang bóp về sáng ở trên tàu nè. Chào cả nhà, chào buổi sáng cả nhà. Sau khi đi trong cái hang động xịn sốt về là mình ăn bóp tê xong rồi mình sẽ trả phòng. Đó, sáng rất là ngon. Nhưng mà mấy cái phần này mình không biết ăn. Cái này là có xôi. Cái này là thịt gà. Cái này là bánh bao. Có xúc xích. Có thịt xông khói. Cái này cháo. Cháo thịt, cháo trắng. Cháo ăn với trứng muối. Với
cát cơm kho rất là ngon luôn. Cái này là có bánh mì để mình trét với mấy cái kem nè và mấy cái mứt đó. Còn bên đây là chả giò, thịt xó không có thể chả giò. Cái này là pancake chuối dâu chanh dây khóm cam, tại vì quay nhanh tại không đủ thời giờ. Rồi đừng có quay vòng vậy thôi nha. Đó, có bún để Linh thử bún có ngon không nha. Bún nó cũng ngon lắm cả nhà. Bún đồ biển. Nó lạ lạ. Sau khi ăn sáng xong là mình xuống đây mình làm thủ tục trả phòng. Trong thời gian đợi trả phòng, Linh sẽ đi một vòng cái tầng 1 cho cả nhà cùng xem nha. Sớm ấy. Đây là cái tầng 1 hồi sáng đó. Hồi trước khi vào đó là Linh đi cái tầng 2. Cái này là tầng 1 nè. Có tổng cộng là 4 tầng. Tầng này là tầng 1 cho khách ở, tầng 2 cũng khách ở, tầng 3 là để làm nhà hàng, còn tầng 4 là có một phòng president ở trên. Đó, khách đã trả phòng hết rồi nè. Khách đang trả phòng. Phòng này là không có ra ngoài được, giống như phòng của cái tầng 2. Tầng 2 thì mình ra luôn, mình ra tuốt mà lũ tàu được. Còn cái tầng này là không có ra lũ tàu được. Đã, khách đã trả phòng. Bây giờ tập trung ngay đại sảnh để mà mình đi về đất liền. Đi 2 ngày 1 đêm rất là nhanh luôn. Tại đi cái gì nó cũng nhanh hết. Đi tour là vậy đó. Mấy đứa nhỏ nó hỏi chứ sao mà nhanh vậy, mới đây mà mình về rồi. Tại vì mình đi crew này có 2 ngày 1 đêm thôi. Mình ngủ ở một đêm trên tàu thôi. Rồi ăn sáng xong mình trả mình về đất liền. Đó. Đây tập trung ở đây sẵn hết rồi nè. Tàu đang trở về đất liền á. Bơm tàu đó, đây là chiếc này lớn hơn chiếc của tàu của mình. Skip. Tàu bạc trái nè cả nhà. Hôm nay cả nhà thấy bầu trời âm u không? Hôm nay là nó có bão. Linh nghe nói đó, ai mà đặt lịch đi du thuyền ra ngoài khơi, ra các đảo hôm nay đó đều bị hủy bỏ hết. Em chín cái số đẹp quá hả? Chiếc tàu này cũng đẹp nữa nè. Ê đứa, chiếc tàu này cũng đẹp nữa nè. Này cũng đẹp nữa. Gì sợ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình chiếc xe của mình là 9 người. Chờ chờ con, chờ xe mình tới. Rủ lên lên đây đi. Vậy mấy con đi lên trước, mấy đứa lên trước đi. Cái tết ok đi cho đại xe. Thôi kệ cho mấy người này lên xe đi, nó đòi đi chung hết một đoạn. Cảm ơn em nha. Rồi lên xe đó đi. Lên xe này đi. Ok. No. Rồi ngồi tới các bạn coi phim. Đây cái xe mình đi đây nè. Xe đẹp quá. Đủ chưa? Xuống xuống với các con đang chú chở người khác nữa. Áo liền. À, Sơn. Đủ chưa? Đủ 9 người chưa? Đây. Mất người ở lại đi. Mình lấy hành lý, sau đó rồi cái có xe chở mình đi ra Hà Nội. Check out cái đi con. Về Việt Nam nó biết cái tiệm cà phê Highland thích lắm, uống trà sen vàng với cookie cream. Lấy vé Hà Nội nhé. Dạ, lấy vé. Sẽ nhận toàn bộ hành lý ở bên này trước ạ. Đây, hành lý bên đây. Go, go. Bây giờ nhận hành lý. Sau khi nhận hành lý xong á, thì gia đình Linh sẽ ra xe đi ra Hà Nội. Video này cũng hơi dài rồi, Linh xin dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà vào video kế tiếp. Bye bye.